sau một ngày thi đấu không mấy là thành công, hay còn chúng ta thì có thể gọi là ngày thi đấu cực kỳ tệ. Lúc này tâm trí của mình cũng rất là căng thẳng vì hiện tại chỉ còn Giang, chỉ còn chú Huy là những cái tường chắn cuối cùng. Mình cứ có một điểm lo sợ như này, nếu mà Small Gym thất bại trong giải này nữa thì sẽ không còn ai ủng hộ cho cái việc tập luyện tự nhiên cả. We'll be right back.
Mình là Quân, diễn viên của đội Small Scene tham gia giải liên đoàn lần này.
Xin chào mọi người, và đây là ngày thứ hai của giải Men Women Physics Việt Nam. Thì sáng nay sau khi đã support rất nhiệt tình cho team thì mình nhận được tin vui là anh Quân, chú Huy và anh Giang đã được vào chung kết. Nên là để ăn mừng mọi người vào chung kết thì bữa đầu tiên của chúng mình sau 13 tuần khô lưỡi tận xương. Cơm tấm, cơm tấm sườn bị trả và lạp sở gọi thêm. Ăn chừng mấy tháng rồi đấy anh em ạ. Và bây giờ thì chúng mình sẽ ăn và để hết sức mình cổ vũ cho team Small Gym chiều nay giành được kết quả cao nhất, get goal. Bây giờ phóng viên thường trú tại Men Women Physics Việt Nam 2023 của team Small Gym xin được phỏng vấn anh Vĩnh Long. Bữa cơm đầu tiên sau 13 tuần khô lên tận xương. Anh có thể cho em xin ít ý kiến được không? Phải nói là sau mười mấy tuần siết ăn kiêng thì cái đây là cái bữa cơm tấm đầu tiên mà anh thấy ngon nhất trong suốt gần 30 năm cuộc đời của anh. Trước giờ anh ăn cơm tấm mà anh thấy nó ngon như thế này. Bởi vì là ăn ức gà với cả cơm trắng với khoai lâu quá rồi, bây giờ mới được ăn lại mắm của cơm tấm. Nhưng mà ức gà Small Food em đang làm thì vẫn là ngon đúng không? Vẫn là ngon, tất nhiên vẫn ngon hơn cơm tấm rồi. Chết rồi, fail rồi. Đồ ăn hại. Tất nhiên cơm tấm vẫn ngon hơn cũng rồi. Rõ ràng. Đổi vị em ạ. Đổi vị, đổi vị. Và bây giờ chúng mình sẽ cùng ăn nha. Let's go. Nó phải ngon thật sự luôn này. Ngon chứ nào kéo dài vô cùng không ạ? Đúng rồi, nó hấp dẫn vô cùng luôn em ạ. Nó dài như sợi bì ở trên màu bánh đại. Ôi mình xin phép được để mọi người ăn cùng mình, quấy rối trật tự quá. Ok, bây giờ là 1 giờ, còn 30 phút nữa lại lên sàn thi đấu tiếp. Và đây là lớp màu thứ 5. Vẫn với mục tiêu là cố gắng làm nào để đen được bằng với đối thủ. Còn giờ thì tiếp tục thôi. We'll be right back.
thì vậy là mùa giải của Small Gym, mùa giải thứ 3 trong STTB đã kết thúc. Và cũng không là thành công hoàn hảo. Việc thành công hoàn hảo có nghĩa là tất cả mọi người đều có giải, đều chiến thắng, đều có gì đó để mang về. Đấy. Nhưng mà nó cũng vừa trọn vẹn, có đầy đủ các cung bậc cảm xúc, có đầy đủ các cái bài học cho những lứa trẻ cũng như là hội người già vừa trải qua một loại cảm xúc mới, một loại cảm xúc lo lắng trong cái việc mà trách nhiệm. Vậy nên thì cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và chúc các bạn có một mùa hè thành công. Sau đây thì chúng ta sẽ cùng chờ đón một mùa trung thu. Và đây là lần đầu tiên trong 3 năm từ khi làm YouTube đến giờ, đây là lần đầu tiên mình được đón trung thu cũng như là ăn bánh trung thu đúng hẹn. Và mình sẽ tận hưởng điều này. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã quan tâm theo dõi Small Gym. Còn giờ thì bye bye.